của phương Nam, tâm tỏa sáng và niềm tin. Công ty gỗ Phương Nam là nhà nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ và châu Âu hàng đầu Việt Nam. Kho gỗ Phương Nam với quy mô 3.000 m2 hiện có đầy đủ các loại gỗ như gỗ sồi, gỗ ốc chó, gỗ tần bì, gỗ giá tỵ, gỗ giả gai, gỗ dương, gỗ thông, gỗ thích, gỗ giá ngựa, gỗ trăng. Tất cả đều nguyên đan nguyên kiện từ nhà cung cấp nước ngoài. Đến với gỗ Phương Nam, doanh nghiệp luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm gỗ chất lượng với giá cả hợp lý. Ở gỗ Phương Nam thì rất là nhiều chủng loại. Giá cả thì rất là hợp lý. Thì tôi có ý định đợt này tôi vào đây thì tôi đặt hàng mua một số gỗ để làm cho một số dự án ở ngoài Đà Nẵng. Rất là có công tình là đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình để tư vấn từng loại gỗ và chất liệu gỗ và giá cả. Thì tôi hy vọng là đợt này tôi tới gỗ Phương Nam chắc chắn tôi sẽ đặt một số gỗ để về để làm một số dự án của người này. Với phương châm chuyên nghiệp, chính trực, tận tâm, tập thể lãnh đạo nhân viên trẻ nhiệt huyết của công ty gỗ Phương Nam luôn năng động, sáng tạo, cống hiến bằng cả trái tim trong công việc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng về mọi thông tin sản phẩm gỗ Phương Nam. Mỗi lần đến với gỗ Phương Nam là một lần khách hàng được phục vụ tốt hơn. Với mong muốn chia sẻ một phần lợi nhuận đến những trẻ em và phụ gia đình may mắn trong cuộc sống, gỗ Phương Nam tự nguyện trích lợi nhuận 10.000 đồng trên mỗi khối gỗ bán ra đưa vào quỹ thiện nguyện. Các hoạt động thiện nguyện của gỗ Phương Nam thời gian gần đây như xây cầu ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, trao quà cho gia đình khó khăn, người cơ nhỡ ở thành phố Hồ Chí Minh, trao 365 phần quà cho trẻ em tại trường tiểu học Vĩnh Thuận, tỉnh Ninh Thuận, đình hội trăng rằm tại trường tiểu học Vĩnh Thuận Tân, trao quà cho các cụ già viện dưỡng lão tỉnh Bình Dương, trao quà Tết ở làng Tà Năng, Phan Dũng, tỉnh Bình Thuận và nhiều hoạt động khác. Bên cạnh đó, vấn đề chăm lo đời sống phúc lợi cho nhân viên cũng được gỗ Phương Nam đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, bùng tỏa cảm xúc, gắn kết thành công và các kỳ du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể nhân viên. Gỗ Phương Nam là nhà nhập khẩu và phân phối gỗ nguyên liệu từ Mỹ và châu Âu hàng đầu Việt Nam. Để đạt được những thành công như vậy, chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng sự tin yêu, đồng hành và hợp tác bền chặt từ quý khách hàng và đối tác. Đáp lại tình cảm này, gỗ Phương Nam cam kết nỗ lực không ngừng để cung cấp các loại gỗ nguyên liệu xẻ sấy nhập khẩu chất lượng tốt, ổn định, cũng như dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn sự ủng hộ và hợp tác từ quý đối tác và khách hàng. Là diễn biến tích cực của Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương BIFA và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh Hoa Quang, công ty gỗ Phương Nam đã và đang tích cực thể hiện vai trò uy tín hàng đầu trong cung cấp các loại gỗ nguyên liệu sẽ sánh nhập khẩu chất lượng cao cho thị trường cả nước, góp phần vào sự thịnh vượng chung của ngành gỗ Việt Nam. Minh chứng cho những nỗ lực đó, gỗ Phương Nam đã vinh dự nhận giải thưởng top 10 thương hiệu vàng châu Á Thái Bình Dương 2018, top 30 thương hiệu mảnh đất Việt và gương mặt doanh nhân xuất sắc đất Việt 2019, doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2019. Chúng tôi tự hào là đội ngũ chuyên nghiệp, chính trực, tận tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm của gỗ Phương Nam, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 6712, 0917 886 177 hoặc truy cập địa chỉ website gỗphuongnam.com.